Đỗ Dũng xin chào khán giả Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Chủ tịch Kim Jong Un mời Đức Giáo Hoàng Francis thăm Bắc Hàn. 2.500 người tưởng niệm hai người chết trong vụ tai nạn xe ở New York và ở Nhật trong một sở thú có con, con cọp trắng vồ chết một nhân viên vì sao? Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay văn phòng của Tổng thống Moon của Nam Hàn cho biết là tuần tới này ông sẽ đi thăm Vatican 2 ngày và sẽ gặp Đức Giáo Hoàng và ông sẽ chuyển đến Đức Giáo Hoàng cái thông điệp đó là lời mời của chủ tịch bắc Hàn ông kim jong un mời đức giáo hoàng đến thăm bình nhưỡng trong những ngày tới theo lời thuật lại của phát ngôn viên của tổng thống musein cho biết là tại bình nhưỡng hồi tháng trước khi mà ông musein gặp ông kim jong un thì ông kim jong un có nói là nếu đức giáo hoàng đến thì chúng tôi sẽ hân hoan chào đón ngài cho đến giờ phút này thì chưa thấy phản ứng của vatican như thế nào nhưng mà nhiều người cho rằng chuyện này khó xảy ra khó không có nghĩa là không có xảy ra bởi vì trước giờ chưa có một đức giáo hoàng nào thăm bắc Hàn rồi Bắc Hàn và Vatican không quan hệ ngoại giao. Rồi Bắc Hàn là một nhà nước độc tài chuyên chế ngăn đạo chống ngăn cản cả tôn giáo phát triển. Tôn giáo duy nhất ở Bắc Hàn là thờ gia đình ông Kim đây. Từ Kim Chính Nhật, Kim Chính Thành, Kim Chính Thành, Kim, Kim, Kim Chính Nhật và Kim Jong Un Kim Chính Vân thôi. Thì rất khó lòng. Nhưng tuy nhiên ở nước này cũng có vài chục ngàn người theo đạo Công giáo. Thì thực sự ra thì ông Kim Jong Un muốn mời Lý Châu Hoàng đến để giúp giải quyết bớt căng thẳng của bán đảo Triều Tiên ý nói là giúp hai miền thống nhất trở lại đó là cái cái ước mơ của 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 Bắc Hàn liệu Đức Châu Hoàng có đến không chúng ta không biết nhưng mà năm 2014 Đức Châu Hoàng có đến uh, Nam Hàn và khi đến đó thì lúc đó đó trước khi Đức Châu Hoàng để, đến Nam Hàn á thì Bắc Hàn bắn ba cái hỏa tiễn tầm ngắn ra giống như chào sân <laughs> rồi khi vừa đáp máy bay xuống sân bay Incheon ở tại Seoul ngoài ngoài ô Seoul đó thì Bắc Hàn lại bắn thêm hai trái là năm trái chào sân tất cả mà đây không phải lần đầu tiên mà Bắc Hàn định mời Đức Hoàng Hồi năm 91 sau khi Liên Xô sụp đổ và, Bắc Hàn đã từng vận động để mời Đức Giáo Hoàng Doan Phạm Lội Địa Nhục để, để nhị sang Bắc Hàn để mà giúp giải tỏa bớt cái gọi là cô lập cấm vận hồi đó Bởi vì Liên Xô sụp đổ nhưng mà chuyện đó là không thành để trở lại cái chuyện mà năm Hàn năm 2014 mà khi Đức Châu Hoàng đến mà bắn Bắc Hàn bắn năm trái hòa Tiến chào sân vậy Đức Châu Hoàng có bảo là ôi cha đến đây ta đến đây là để lo vấn đề gọi là hòa bình giúp cho tiến trình hòa bình là nó nhanh chóng hơi bỏ qua đi và nên tiếp tục là hỗ trợ viện trợ ở Bắc Hàn và đức giao hoàng có viện dẫn lời thánh kinh là khi thánh Phêrô hỏi đức Chúa Giêsu là Chúa ơi thế bây giờ người ta làm sai với con là con tha được mấy lần bảy lần đâu Chúa cho không phải 70 lần 7 <laughs> thì mới được thì đức giáo hoàng hồi năm 2014 có đưa ra cái thông điệp đó khi mà đến thăm Nam Hàn thì liệu Đức Châu Hoàng có đi xem Bắc Hàn không chúng ta cũng chưa biết có thể xảy ra lắm có thể Đức Châu Hoàng lại làm nhiều chuyện cũng bất ngờ mà điều này cho thấy là Bắc Hàn càng ngày càng muốn cho thế giới thấy chúng tôi không còn cô lập nữa thì để xem như thế nào à, liên quan đến cái vụ mà chiều thứ bảy 2 giờ chiều có một cái vụ xe limo chở một tài xế chở 17 người tổng cộng 18 người trên đó bị tai nạn ở cái thành phố phía bắc Albany bên New York và đụng thêm hai người nó tổng cộng hai chục người thiệt mạng thì đến bây giờ coi như là thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York cho biết là chiếc xe này không có giấy phép hoạt động, à, xe này xe convert xe sửa lại modify mua cái xe Ford 2001 là một xong mà kéo dài ra nhưng nó không hợp, người tài xế cũng không bằng lái lái xe này nữa không thì cái này người ta đang điều tra như thế nào nhưng mà tối ngày hôm qua thứ hai thì, thì, thì có khoảng 2.500 người đến cái khu vực này à, để mà gọi là thành phố Amsterdam bởi đa số cư dân của, của đa số những người mà bị thiệt mạng là thành phố Amsterdam thì trong cái số người bị thiệt mạng này có bốn triệu em ruột mà trong đó có cả là hai ba ông ông rể đó trong đó một cô là mới lấy chồng được có vài tháng thì những người này đi là trên đường đi dự cái tiệc sinh nhật là muốn surprise với người em út trong nhà à, thay vì họ lái xe họ sợ là uống rượu lái xe họ muốn chung cái xe limo để đi không phải phải lái mà không ngờ muốn limo thì chết đấy. thì tối ngày hôm qua hơn hai ngàn năm trăm người đã đến dự cái lễ gọi là tưởng niệm những người này thì uh, cho đến phút này người ta chưa biết là tình hình là điều tra như thế nào liệu cái công ty làm chủ chiếc xe limo có bị phạt hay không chưa biết nhưng mà bây giờ người ta xác nhận được xác định được ông chủ cái công ty mướn mà làm chủ chiếc xe limo này từng là một điềm chỉ viên cho FBI trong các vụ chống khủng bố ông này người gốc Pakistan đó, sau đó ông được FBI thưởng một số tiền phải không thì ông mua một số đầu tư nhà cửa và mua công ty này bây giờ người ta xác định được ông ông Hassan đó. Thì chưa biết ông có bị bắt hay bị uh, quy tội gì hay không. Và cuối cùng thưa quý vị có thể tưởng tượng một cái sở thú bên Nhật. Một con cọp trắng, cọp trắng nó thuộc là cọp hiếm. Đó. Nó vồ các nhân viên sở thú, cắn ngay cổ chết luôn. Đó là chuyện xảy ra tại sở thú Hirakama. Ở tại thành phố Kagoshima phía nam nước Nhật. Đó. Ông này tên là Akira furuso 40 tuổi khi người ta phát hiện ống là đến cái cổ chảy máu chết rồi bắn thuốc mê con cọp trắng để mà nó không có ấy nó nằm trong bắt đầu người ta vô lấy xác ông này ra à, cái sở thú này đó là mở cửa năm 1972 mà nó có tới bốn con cọp trắng nữa bốn cọp trắng mà cọp trắng chính nhờ những con chặt cọp trắng đó mà thu hút khách du lịch đến năm à, mà đây không phải lần đầu tiên trong năm nay theo như báo The Guardian cho biết đây là lần thứ nhì thú vật sở thú tấn công người hồi tháng 3 một con đời ươi trong sở thú Ueno ở Tokyo cắn tay một nhân viên bây giờ ta đang điều tra tại sao mà những con thú vật này khi đi vào chuồng cho nó ăn này cái những người này phải được mặc đồ như nào hay là phải đứng cái chỗ nào an toàn thì không hiểu tại sao mà ở ờ, cái ông này bị cọp cọp vồ thì có lẽ là ý y chăng mình không biết nghĩ là con hổ này con cọp này nó không có gì nguy hiểm chắc vô thường xuyên cho nó ăn không gì vô thì nó vồ thành ra cái này đúng là sinh nghề tự nghiệp quý vị tội nghiệp ông này 40 tuổi bị cọp trắng nó vồ chết ở bên Nhật. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tới.